Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh. Tháng 10 năm 2008, công ty Thủy Kim Sinh được thành lập tại 117A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ chuyên sâu, giàu kinh nghiệm chuyên nghiên cứu và phát triển các chủng vi sinh vật phục vụ sản xuất, cung cấp chủng giống vi sinh vật của các bảo tàng giống chủng uy tín trên thế giới tại Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, dùng trong sản xuất chế phẩm sinh học bằng công nghệ vi sinh vật. Thủy Kim Sinh hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực công nghệ vi sinh kết hợp với các bảo tàng giống chuẩn uy tín nhằm phục vụ cho các mục đích phát triển sản phẩm ứng dụng trong đời sống. Thủy Kim Sinh đã tạo được niềm tin cho nhiều khách hàng tại Việt Nam, Hàn Quốc, Campuchia và Úc. Vì vậy, đến với Thủy Kim Sinh, quý khách hàng sẽ được cung cấp chủng vi sinh nguyên liệu đã được thuần hóa, thích nghi với điều kiện khí hậu từng vùng miền, được bảo quản và vận chuyển trong điều kiện tốt nhất kèm tài liệu hướng dẫn của công ty. Năm 2016 thành lập nhà máy sinh học TKS tại lô A08 khu công nghiệp Hòa Phú Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Năm 2017 thành lập trạm xử lý phân compost tại lô C06 khu công nghiệp Hòa Phú Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Công ty Thủy Kim Sinh thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn trong công tác tư vấn kỹ thuật với những thắc mắc của bà con. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi luôn tận tình hỗ trợ quý bà con một cách tốt nhất. Ngoài ra, công ty Thủy Kim Sinh còn hợp tác và phát triển với các đối tác nước ngoài và đã nhận được sự đánh giá cao của đối tác. Với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên môn sâu về lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh và kết hợp lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, xử lý môi trường nuôi trồng và các phế phẩm nông nghiệp, Thủy Kim Sinh luôn sẵn sàng tư vấn các giải pháp phù hợp cũng như hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất cho khách hàng. Thủy Kim Sinh hy vọng sẽ mang lại cho quý khách hàng sự phục vụ tốt nhất. Trong hành trình 13 năm hình thành và phát triển, chúng tôi luôn tự hào là thương hiệu đáng tin cậy, cam kết luôn trao đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, vì mục tiêu cùng bà con hướng tới một nền nông nghiệp sạch và bền vững. Công ty Thủy Kim Sinh đã, đang và sẽ luôn vươn cao và vươn xa hơn nữa ra thị trường trong nước và quốc tế. Công ty Thủy Kim Sinh đã ký kết hợp tác cung cấp chế phẩm sinh học TKS và chuyển giao quy trình áp dụng cho nông dân, đồng thời công ty thu mua nông sản sạch lớn tại khu vực cam kết thu mua sản phẩm sạch từ quy trình sinh học với giá cao hơn giá thị trường, luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu. Các sản phẩm của TKS luôn cam kết mang đến tay bà con những sản phẩm tốt nhất với chất lượng tốt nhất.